nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, theo Đài Chân Lý Á Châu đưa tin ngày 3 tháng 12 vừa qua, thêm một linh mục trẻ vừa bị bắt ngay sau khi cử hành thánh lễ. Đài truyền hình TV 2000 của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi hôm 1 tháng 12 vừa qua, quân Nga đã bắt thêm một linh mục công giáo tại Ukraine sau vụ hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế bị Nga bắt tại Donetsk ở miền đông nước này. Linh mục nạn nhân thứ ba là cha Alexander Bogomas, một cha sở trẻ tại Melitopol. Cha bị bắt sau khi cử hành thánh lễ. Một vài binh sĩ Nga vào nhà thờ. Sau khi lăng mạ các tín hữu hiện diện, họ bắt cha sở đi theo họ. Đức cha Maxim Ryabuka, tân giám mục phụ tá tổng giáo phận Donetsk thuộc Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình TV 2000. Hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế Ukraine bị bắt tại Berdyansk, miền Donetsk, bị quân Nga cáo buộc là giấu vũ khí trong nhà. Đức cha Maxim cho biết hai linh mục bị tra tấn, dường như để buộc phải khai những tin tức biết được qua tòa giải tội. Trước đó, hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế tại miền đông Ukraine đã bị quân Nga bắt giam và cáo buộc về tội có những hành động khuynh đảo chống lại các lực lượng Nga chiếm đóng miền này. Đó là cha Ivan Levitsky và Bohdan Keleta, cha sở và cha phó giáo xứ sinh nhật Đức Mẹ ở Mariupol, bên bờ biển Azov. Quân Nga bắt hai linh mục và nói rằng hai cha có vũ khí đạn dược và những sách về lịch sử Ukraine. Tòa giám mục giáo phận Donetsk thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương mau lẹ phủ nhận những lời buộc tội này. Trong thông cáo, Đức cha Maxim Rybuka, giám mục phụ tá giáo phận sở tại, kêu gọi trả tự do ngay cho hai linh mục và gọi hành động bắt giam hai vị là một sự phủ nhận hoàn toàn các nhân quyền căn bản của con người. Hai linh mục thi hành sứ vụ hoàn toàn hợp pháp từ 3 năm nay. Hai vị bị bắt, rồi nhà dòng và nhà thờ của các vị bị khám xét. Sau đó, để biện minh, quân Nga bịa ra chuyện các sách lịch sử và các võ khí giấu ở dưới hầm. Đức cha Maxim cũng nói rằng, trong chiến tranh kinh khủng hiện nay, hai linh mục vẫn luôn giúp đỡ dân chúng, bày tỏ mối quan tâm hiền phụ và từ mẫu của giáo hội đối với mọi tín hữu ở trong tình trạng bị chiếm đóng thê thảm này do quân Nga trên lãnh thổ Ukraine. Giáo xứ sinh nhật Đức Mẹ từ nay bị đóng cửa đối với các tín hữu. Vì thế, việc tụ họp các tín hữu trở nên khó khăn tại Berdyansk. Đức cha Maxim kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hai linh mục. Ngoài ra, trong những ngày qua, một linh mục khác đã bị quân Nga bắt tới Melitopol và trả tự do vài giờ sau đó ở Zaporizhzhia. Hôm 29 tháng 11 vừa qua, cha Thomas Quach, giám đốc điều hành tổ chức Renovabis, tuyên bố với Đài Vatican rằng "Chúng tôi bị sốc trước vụ bắt cóc này, nó vi phạm mọi quy luật về các quyền con người." Hai linh mục can đảm ấy thi hành việc mục vụ cho dân chúng ở địa phương, nơi mà các linh mục khác phải di tản. Hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế đã liều mạng cho công tác này và đột nhiên bị quân Nga chiếm đóng, bắt vì tình nghi tham gia khủng bố và giam cầm trong tù. Tổ chức Renovabis tuyên bố liên đới với Đức Giám mục sở tại Stepan Miniok, Giám mục giáo phận Donetsk thuộc Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương. Đức cha đã kêu gọi quân Nga trả tự do ngay cho hai linh mục trong bình an vô sự. Đồng thời, ngài bác bỏ những lời cáo buộc hai linh mục là đang chuẩn bị cho những hành động khủng bố. Đức cha nói, hai linh mục chỉ công bố lời Chúa và lời hòa bình cho mỗi người. Cha Squash cũng nói rằng, hiện nay người ta chưa có thông tin nào về tình trạng và nơi giam giữ hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế vừa nói. Đứng trước nhiều tin về các vụ ngược đãi và tra tấn tại các vùng ở Ukraine bị quân Nga chiếm đóng, cha Squash tỏ ra rất lo âu và sợ rằng những điều tệ hại nhất có thể xảy ra cho hai linh mục. Cha cũng kêu gọi chính phủ Đức và Liên hiệp Âu Châu dùng các nỗ lực ngoại giao để hai linh mục sớm được trả tự do. Nguyện xin Chúa gìn giữ các linh mục luôn được bình an. Amen. Đinh Thập Tự
cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.